là cô mộ của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Dạ, trên bệ thờ là bức di ảnh của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di ảnh này được ông Phan Văn Ngà họa lại trong hồ sơ nhận dạng A3780Y của Mật Thám Tháp vào năm 1923. Và cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862, quê ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Và cụ sinh ra trong một gia đình nông dân, cha là Nguyễn Sinh Nhậm, mẹ là Hà Thị Hy. Lên 3 tuổi thì cụ mồ côi cha, lên 4 mẹ lại qua đời. Sau đó thì ở với người anh cùng cha khác mẹ là anh Nguyễn Sinh Trợ. Vì gia đình anh Trợ lúc này gặp nhiều khó khăn nên cụ không được học hành như những bạn cùng trang lứa. Vào những buổi trăng trâu, cụ thường lân la đến lớp của thầy đồ Vương Thúc Màu, cột trâu vào bụi tre gần đó và đứng ngoài cửa lớp lắng nghe thầy giảng bài. Cho đến năm 16 tuổi thì cụ Hoàng Đường mỗi lần qua làng sen thấy một cậu bé co ro trên manh áo tơi ngồi trên lưng trâu mải mê xem sách. Cụ Hoàng Đường cảm mến thai cho một học trò hiếu học nên cụ Hoàng Đường nhận cụ Sắc làm con nuôi và lo cho ăn học. Sau 3 năm chung sống, thấy cụ là người hiền lành, thông minh lại có chí nên cụ Hoàng Đường quyết định gả cô con gái lớn là cụ bà Hoàng Thị Lan cho cụ Sắc và dựng lên ngôi nhà lá ba gian trong vườn nhà để tiện cho đôi vợ chồng trẻ ở riêng. Và tại căn nhà lá ba gian đó, vợ chồng cụ Sắc sinh được 3 người con. Người con gái lớn là cô Nguyễn Thị Thanh, người con trai thứ hai là cậu Nguyễn Sinh Khiêm. Đến năm 1890 thì bà Long hạ sinh Nguyễn Sinh Cung, tức là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đến năm 1894 thì cụ tham dự kỳ thi hương và đỗ cử nhân. Năm 1895 cụ tham dự kỳ thi hội nhưng không đỗ. Sau đó cụ Sắc mới bàn với bà Long để cô hai Thanh ở nhà chăm sóc cho bà ngoại. Cụ Sắc cùng bà Long và hai người con trai đi vào kinh đô Huế. Và trải qua hơn một tháng từ quê hương xứ Nghệ, gia đình cụ Sắc đã đến Huế. Đến Huế thì cụ thuê một căn nhà nhỏ trong thành nội, nay là số 112 đường Mai Thúc Loan. Tại Huế thì bà Long quyết định lấy nghề dệt vải ở quê nhà, làm nghề sinh sống, lao động, nuôi chồng, nuôi con, tạo điều kiện vật chất và tình cảm cho chồng yên tâm vào học trường quốc tử giám. Và tuy chỉ là cử nhân nhưng nổi tiếng hay chữ lại thêm đức độ, nên cụ Sắc đã được triều đình Huế cử làm đề thi lại năm 1900 tại trường thi Thanh Hóa. Khi đi thì cụ dẫn theo cậu con trai Nguyễn Sinh Khiêm đi cùng. Và tại Huế lúc này thì bà Long hạ sinh người con trai thứ tư tên là Nguyễn Sinh Xin, do mất lúc nhỏ nên ít khi ai nhắc đến. Và đồng thời bà Long mắc bệnh hậu sản và bà đã qua đời, bà hưởng dương 33 tuổi. Và chỉ với 33 năm ngắn ngủi cho một đời người, bà Long đã hy sinh thầm lặng bên chồng, bên con. Ngày ngày đã dệt nên sự nghiệp đẹp đẽ của chồng và sản sinh cho đất nước 3 người con ưu tú: Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Sinh Cung. 3 người con của bà đều hoạt động yêu nước và cũng không ai có gia đình riêng, có nằm mơ và cũng không mơ được rằng sau 45 năm ngày mà mình nằm xuống, lúc bà mất đi, bé Cung chỉ mới 10 tuổi, sau này đã dựng lên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Rõ ràng đằng sau những vinh quang của chồng, của các con, có thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ như bà. Và đến năm 1901 thì cụ Sắc thi đỗ phó bản. Và theo tục lệ thì cụ Sắc về vinh quy bái tổ tại làng sen và được dân làng Kim Liên tức tặng cụ căn nhà lá năm gian. Và tại căn nhà lá năm gian đó, cụ Sắc sống cùng với hai người con trai từ năm 1901 đến năm 1906. Tại căn nhà phó bản này thì cụ thường đàm đạo với nhiều nhà nho yêu nước trong vùng. Những buổi to đàm như vậy thì Bác Hồ thường hầu trà nước bên cạnh, nên từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng yêu nước thương dân, tiễn bậc tiền bối dân thời, đặc biệt là từ người cha Nguyễn Sinh Sắc. Và mãi đến tháng 6 năm 1906, sau khi từ chối làm quan, thì cụ Sắc buộc vào kinh nhận chức thừa biện bộ lễ. Và chốn quan trường, cụ Sắc hiểu hết chốn quan trường này như thế nào. Mãi đến năm 1909, thì cụ nhận chức tri phủ lệnh nghiệm tri huyện tỉnh Bình Khê. Và tại đây thì cụ làm quan, cụ gấp ghét những bọn cường hào ác bá trong vùng, thường binh vực về phía dân nghèo.
Và đến năm 1910 thì cụ Sách bị cách chức và bị giải từ Bình Khê lên triều đình Huế. Khi đến Huế thì cụ bị giam lỏng và chà án, cụ bị kết án 100 trận, nhưng được đổi thành giáng 4 cấp và bị triệt hồi. Nhưng cuối cùng được đổi thành cải bộ kinh chức. Cải bộ kinh chức tức là từ quan địa phương về làm quan ở kinh đô. Nhưng cụ không chờ cải bộ kinh chức, cũng không về quê Kim Liên mà đi thẳng vào các tỉnh phía Nam. Vậy lần theo dấu chân của người con trai Nguyễn Tất Thành, người con mà cụ đặt nhiều hoài bão lớn lao, khi đến trường Dục Thanh nơi anh Thành dạy học, khi đến nơi thì anh Thành đã vào Sài Gòn. Và một thời gian sau thì cụ Sách đã dẫn anh Thành đến gặp cụ Phan Châu Trinh để bàn về việc đi khác. Cụ Sách như chuẩn bị một bức hành trang cho con trai mình ra đi tìm đường cứu nước. Và cụ Sách thì đi nhiều nơi tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước trong nhân dân. Riêng mảnh đất Hòa An cao lãnh này thì cụ về được 2 lần. Lần đầu cụ về từ năm 1917 đến năm 1919 theo lời mời của ông Lê Quang Hiển, một điền chủ yêu nước ở trong vùng. Và một thời gian sau thì cụ đi nơi khác hoạt động. 10 năm sau cụ trở về mảnh đất Hòa An cao lãnh lần thứ 2, cũng là nơi cụ an nghỉ cuối cùng. Năm 1927 đến năm 1929 được sự lời mời của hai bác Phạm Hữu Lầu và Lưu Kim Phong đã bố trí cho cụ Sách ở nhà ông Năm Giáo. Và ông Năm Giáo là một người đàn ông nghèo quá vợ, sống bằng nghề chèo ghe mướn ở con gạch Cái Thơm. Hàng ngày cụ Sách ở nhà ông Năm Giáo thường đi bộ ra chợ để xem mạch, kê to bốc thuốc tại tiệm thuốc bắc Hàng An Đường. Nhưng thực chất bên trong là tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước trong nhân dân. Và mãi đến cuối năm 1929, vì tuổi già sức yếu, cụ Sách đã mất vào đêm 26, rạng sáng ngày 27 tháng 11 năm 1929, nhằm vào ngày 26-27 tháng 10 âm lịch tại Hòa An cao lãnh, cụ hưởng thọ 67 tuổi. Và trước khi cụ mất đi, không một người thân bên cạnh, chỉ có nhân dân làng Hòa An đã đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Và sau khi hay tin cụ phó bản qua đời, người con gái đầu lòng là cô Nguyễn Thị Thanh đã vào làm lễ tạ ơn nhân dân làng Hòa An đã chăm sóc và an táng cụ chu đáo, trọn tình, trọn nghĩa. Và lúc đầu ngôi mộ của cụ ở đây được làm bằng đất đơn sơ bình thường, sau đó được bà con xây lên nấm mộ bằng xi măng. Năm 1954, cao lãnh được chọn là một trong 3 điểm tập kết chiến quân ra Bắc. Trước khi tập kết chiến quân ra Bắc thì các đơn vị bộ đội đã đến đây cho xây thêm bia mộ và hàng rào xung quanh để bảo vệ ngôi mộ. Và các chú đã chụp lại ảnh sau khi xây dựng mộ xong. Và ảnh tiểu đoàn 311 trên tàu ra Bắc, hai bức ảnh đó được các chú bộ đội đem ra Bắc tặng Bác Hồ. Đối với bác, hai bức ảnh này vô cùng quý giá, vì thông qua đó mà bác mới biết được nơi an nghỉ cuối cùng của người cha. Người cha mà sau khi ra đi tìm đường cứu nước trở về mà bác chưa một lần vào thăm, cho dù là thăm mộ người hay đắp cho người một miếng nhang. Những ước mơ rất đổi bình dị ấy thì ngày 2 tháng 9 năm 1969, vị cha già kính yêu của dân tộc đã qua đời. Và sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng thì Đồng Tháp đã tiến hành làm lễ rước ảnh Bác Hồ về viếng mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sát, một việc làm gián tiếp thực hiện ước mơ mà lúc sinh thời bác vẫn chưa làm được. Và ngôi mộ của cụ ở đây, hài cốt cụ vẫn nằm sâu phía bên dưới, đúng với vị trí mà trước đây bà con đang táng cụ. Và xung quanh ngôi mộ của cụ được ốp bằng đá hoa cương từ món cải Quảng Ninh mang vào. Và vào phía trước là bia mộ được Trung ương Tỉnh ủy Ủy ban dân tỉnh Đồng Tháp làm lễ an vị bia mộ vào ngày 6 tháng 4 năm 2010. Việc năm nay thể hiện sự ý nghĩa của nhân dân ta đối với thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và phía trên ngôi mộ có xây một mái che, còn gọi là vườn mộ. Và mái che có hình dáng là một cánh hoa sen cách điệu tượng trưng cho Đồng Tháp, đồng thời giống như một bàn tay xẻ ra ốc sườn. Trên mái che có 9 đường gân nối dài. Đầu mỗi đường gân là một đầu rồng. 9 đầu rồng tượng trưng cho đồng bằng sông Cửu Long, luôn luôn lúc nào cũng ngon ốc và che chở ngồi mồ cụ. Và mời đoàn hướng mắt về phía trước ạ. Và phía trước không xa đó là hồ sen được xây dựng theo hình ngôi sao năm cánh, tượng trưng cho lá cờ tổ quốc Việt Nam.
Ở giữa là đài sen trắng vươn cao lên, tượng trưng cho cuộc đời thanh bạch giản dị của cụ phố bạn, đồng thời dạy cho ta liên tưởng đến làng sen quê hương của cụ ngày trước. Từ cổng tam quan trở vào khu vực mộ, đường Đồng Tháp khởi công vào ngày 22 tháng 8 năm 1975, khánh thành vào ngày 13 tháng 8 năm 1975. Đều được phục chế giống với nhà sàn của bác Hồ Hoàng Hà Nội. Vào năm 2010 thì khu di tích khánh thành công trình bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích với tổng diện tích sau khi được mở rộng là gần 9 hectare. Và trong đó có xây dựng mới nhà trưng bày về cuộc đời sự nghiệp của cụ phó bạn Nguyễn Sinh Sắc và đặc biệt là cuộc triển lãm khu làng của anh xưa với hai phần. Phần thứ nhất là tái hiện được một số nhà di tích gắn liền với cuộc sách. Phần thứ hai đã tái hiện được một số ngôi nhà truyền thống của làng quê xưa. Bên cạnh đó, những ngôi nhà truyền thống đó đã đưa vào phục vụ hơn xây. Và hiện nay xung quanh đây có nhiều loại hoa kiển cho đồng bào có nghề men đến tặng để tạo vẻ đẹp bốn mát nơi an nghỉ cuối cùng của một nhà nho yêu nước. Và đặc biệt là có hai cây tuổi thọ rất cao, đó là cây khế và cây sọt. Và phía bên cánh trái mộ là cây khế, và tính đến năm nay thì cây khế được 295 năm tuổi. Dạ, và phía đối diện là cây sọt có tuổi thọ cao hơn. Dạ, năm nay cây sọt được 334 năm tuổi. Dạ, hai cây cổ thụ này do gia đình ông Ngô Văn Hay, thường gọi là thầy Gốc Kỳ, quê ở Tân Hưng Sa Đéc này đến tặng. Dạ, ngoài tuổi thọ cao rất đẹp thì thầy Gốc Kỳ còn đào được hầm bí mật bên dưới hai gốc cây để nuôi dấu cán bộ qua hai thời kỳ kháng chiến mà đình chưa một lần phát hiện ở vùng Tân Hưng, thành phố Sa Đéc. Và hai cây cổ thụ này được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường công nhận là hai cây di sản đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp vào năm 2014 ạ. Và cây sọt đây là cùng. Và về phần thuyết minh tại cư ngụ của cụ các bạn Nguyễn Sinh Sắc đến đây là tạm dừng.